Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhân kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, mình có rất là nhiều dịp để mình nói tới Ai Cập rồi. Thì bữa trước có một lần thì anh Thắng dẫn Nhất Anh đi tới cả Kim Tự Tháp, xong rồi một lần mình đi tới đền Luxor rồi đền Karnak. Thì Nhân Anh thắc mắc là không biết là ở Ai Cập ngoài những cái như là Kim Tự Tháp hay là những cái đền thờ thì có một cái nơi chốn nào giống như là du khách đi mà mệt quá trong sa mạc như vậy thì có ốc đảo nào hay là khu nào để nghỉ ngơi không anh Thắng? Có, có Nhất Anh. Nói đến bên sông Nin ở Ai Cập đó thì chúng ta biết là con sông Nin nó chảy suốt từ Nam lên Bắc và nó tuôn trong biển Địa Trung Hải. Và dĩ nhiên trên đường đi của nó thì nó có nhiều cái chặng đường khác nhau. Và trong những cái chặng đường đó là cho du khách thấy thấy rõ sự khác biệt giữa cái phần thượng Ai Cập và phần hạ Ai Cập. Thì ngay kỳ trước mình nói đó là nó phân chia ngay cái thành phố Luxor. Thế tuy nhiên từ cái Luxor chúng ta có thể đi ngược thuyền, đi upstream đó, đi ngược cái dòng sông Nin để chúng ta đi lên phía nam đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có một số những cái thắng cảnh và đồng thời nó có một số nơi để mà du khách có thể nghỉ, có thể dưỡng sức, có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà trong cái sự nghỉ ngơi, dưỡng sức đó, người ta vẫn có thể đi thăm một vài những cái điểm chính trong cái chương trình du lịch, mà nhất là ngay cái thành phố gọi là thành phố Aswan á. Ở đây cái thành phố Aswan nó có một vài cái như ốc đảo vậy đó. Nó có những cái ốc đảo mà để cho người du khách có thể nghỉ ngơi ở đó. Hoặc là chúng ta nghỉ ngơi trên thuyền, trên cái cruise, hoặc là chúng ta có thể nghỉ ngơi ở những cái hotel ngay trong thành phố đó. Cruise là trong sông Nin, river cruise á, cái cruise trên sông. Tại vì chúng ta đi từ Luxor để lên Aswan á, chúng ta đi mất 4 đêm nữa. Để chúng ta có thể ở trên cái cruise như vậy. Thành ra vừa đi như vậy thì cái du khách thứ nhất là khỏe. Thứ hai nữa là trên đường đi chúng ta sẽ bắt đầu nhiều cái thắng cảnh, nhiều cái di tích lịch sử, nhiều cái điểm văn hóa chúng ta có thể ngừng lại xem. Tôi nói thí dụ như là khi mà gần đến Aswan thì chúng ta có thể đi thăm một cái đền gọi là đền Edfu. Nó cũng là một trong những đền thờ và thế nào du khách cũng phải ghé. Cái thứ hai nữa là một cái đền thờ nó gọi là Kom Obo. Nó ở ngay cái khu vực Kom Obo, thành ra gọi cái đền đó là cái đền Kom Obo. Nhưng mà trong cái đền đó thì nó thờ những cái vị thần như thần chim ưng, chim cắt hoặc là thần cá sấu, người ta thờ chung với nhau. Và dĩ nhiên thì những cái thắng cảnh này, những cái di tích mà lịch sử này đó thì có một dịp chúng ta sẽ đề cập tới. Còn hôm nay thì chúng ta vẫn nói về cái thành phố Aswan đó. Coi Aswan nó có những cái gì để xem. Thì đối với tôi, cái Aswan thứ nhất là nó như vừa mới trình bày là nơi có thể để cho người du khách có thể nghỉ ngơi và dưỡng sức ở đây. Thành thử nó là một cái chuyến đi cruise trên sông Nin để chúng ta có thể nghỉ ngơi đó. Nhưng mà khi đến cái thành phố Aswan rồi đó, chúng ta có những cái ốc đảo, chẳng hạn như nó có gọi là cái ốc đảo Elephant Islands, rồi nó gọi là Kitchener Islands. Thì những nơi đó là những nơi đẹp và nó có nhiều cây cối, nhất là nhiều cây chà là chẳng hạn, hoặc là nhiều cây xanh mà chúng ta có thể đi vòng quanh các đảo đó để chúng ta thưởng thức được cái gió mát của nó. Phải nói thêm một chút về thời tiết của Aswan. Aswan là một cái khu vực về phía nam của Ai Cập. Thành thử cái ở đây cái không gian của nó, cái thời tiết của nó là khô, nóng và rất là ít mưa. Nó giống như là ở sa mạc phải không anh Thắng? Cái kỳ của nóng là nóng của sa mạc. Tuy nhiên thì đôi khi có một chút mưa, nhưng mà được có một cái là nhờ cái nắng sa mạc, nhưng mà buổi chiều khi tắt nắng rồi đó, nó có những cái mát. Và ở đây thì cái gió cũng tương đối là khá nhiều. Thành thử tương đối là chúng ta ở đó, chúng ta được, nhất là về chiều và đêm đó, chúng ta được được cái thời tiết nó không có nỗi quá khắc nghiệt. Nhất là chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tránh vào mùa hè. Tại vì nó quá nóng hơn. Quá nóng. Thì vừa mới nói đến thì chúng ta ở đây, chúng ta có thể đi cruise. Đó là một trong những cái không gian, cái thời gian mà chúng ta có thể thưởng thức được. Cái thứ hai nữa là đây chúng ta có thể xem được rất là nhiều cái di tích về lịch sử, về kiến trúc, về tôn giáo và văn hóa của cái vùng đó. Cần nói thêm nữa, Aswan ngày xưa đó, cái khu vực này nó thuộc ngày xa xưa đó, nó thuộc về cái xứ nó gọi là Nubia. Đó thì cái người ta gọi là Nubians. Thì cái số, cái lượng người Nubian họ vẫn còn sinh hoạt ở đó. Thành ra cái người Nubian ở đây họ vẫn có một cái văn hóa riêng của họ, giống như ở Việt Nam mình thí dụ có người Chàm, thì gọi là Chiêm Thành ngày xưa đó. Thì bây giờ mặc dù không còn nước Chiêm Thành nhưng mà vẫn có những cái điểm văn hóa riêng và những cái kiến trúc riêng của Chiêm Thành nó vẫn còn sót lại. Thì ở bên
Aswan nó cũng giống như vậy. Vậy thì cái người ở đó thì người ta khác gì với văn hóa của Ai Cập không anh Thắng? Dĩ nhiên họ có những cái điểm riêng của họ, và họ mới có những cái tin hơi khác với người Ai Cập. Nhưng mà chúng ta đang nói chuyện đến người Ai Cập cổ mới được, chứ còn người Ai Cập mà mới thì nó khác rồi. Nhưng mà chúng ta đến Aswan chúng ta có thể phân biệt tiếng người Nubian là tương đối cái nước da họ nó ngâm đen hơn cái người Người Ai Ai Cập. Cập ở phía dưới. Nó có phân biệt được. Nhưng mà đồng thời họ vẫn có những cái làng nó gọi là Nubian Village. Thì chúng ta có thể thưởng thức được cái văn hóa của họ, về cái những khác biệt của họ. Nhưng mà đồng thời thì nếu chúng ta đi những cái cruise, đi một cái vòng để chơi trên cái sông Nin khúc Aswan á, thế nào chúng ta cũng có dịp đi vào với làng Nubians, và chúng ta có thể đi lạc đà dọc theo sông Nin đó. Nói đến lạc đà thì ai cũng nghĩ đến lạc đà đi trên sa mạc gần Kim Tự Đúng Tháp rồi. đúng không? Và chúng ta có dịp trình bày thì đó là một cái không gian, một cái hình ảnh rất là khó quên. Nhưng mà nếu mà quý vị đến với sông Nin mà chúng ta có dịp đi lạc đà trên những cái đồi cát dọc theo sông Nin, nó vẫn có một cái cảm giác khác. Có Nó nghĩa có là vẻ nó mát mẻ hơn, nó đỡ một cái khô cằn hơn, và nó đỡ một nó không có mang tính cách gọi là quá nhiều cái kiến trúc, mà nó có một cái thiên nhiên trên một cái không gian là có sông, có gió và có cái đồi cát của sa mạc. Có nghĩa là nó giống như là nó mình về với thiên nhiên nhiều hơn phải không Đúng anh vậy, Thắng? đúng vậy. Vậy thì hồi đúng là đúng như nếu mà anh Thắng không nói thì anh cũng sẽ không biết, tại vì cứ nghĩ là nếu mà lạc đà thì sẽ thấy xa xa là có những cái mái tam giác giống như là kim tự tháp, và nếu mà tới cả Aswan thì mình cũng có thể có một cái trải nghiệm khác nữa Một mà. cái chúng ta có một cái kinh nghiệm khác khác hẳn là chúng ta đi dọc theo sông Nin, và phải để ý là again phải nói là thêm là một lần nữa là sông Nin nó chia ra phía tây và phía đông đúng không? Chúng ta nhắc lại, phía tây thường thường là sinh ra cho người đạo khất đó. Còn Thành thử khi mà quý vị du khách đến với cái sông Nin ngay khu Aswan á, thì phía bên đồi tây đó thì lúc nào cũng là mộ, mộ của những người đã khuất. quý tộc ngày xưa, hoặc là mộ của những nhà gọi là nổi tiếng về bên Hồi giáo, mà họ đã tranh đấu cho cái sự bình đẳng giữa người Hindu với người Hồi giáo. Đó là những người mà di cư từ bên Ấn Độ sang và đóng trở thành một người nổi tiếng ở ngay trong cái khu vực đó. Thành thử khi mà chúng ta đi một cái không gian như vậy đó, chúng ta lại học hỏi được cái khác. Nhưng mà đồng thời khi đến cái làng Nubian Village đó, chúng ta sẽ học được những cái khác. Nhất là cái khu vực này phải nói thêm với Nhất Anh chút xíu đó. Aswan có rất là nhiều cá sấu. Rất là nhiều cá sấu, tại bởi vậy người ta mới gọi là cá sấu của Sông Nin là vậy. Nhưng mà nó nằm ở đâu thì chút xíu nữa thì sau cái phần mà qua phần kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái đó. Dạ, và anh Thắng nhớ là phải kể cho những anh nhiều thêm nữa. Nhân kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Trong phần 1 thì hôm nay anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như khán giả đang đi tới một thành phố Aswan ở Ai Cập. Hồi nãy anh Thắng có nói là ở Aswan có một cái rất là nhiều cái lạ, nhưng mà một trong những cái lạ là có nhiều cá sấu. Tại sao mà nó ở đâu? Nó ở trên sông Nin luôn hả anh Thắng? Nó ở trên sông Nin. Nhưng mà bây giờ thì như thế này, phải nói thêm Aswan cũng là một nơi mà trong cái thế kỷ 20 người ta cũng đã làm một cái kỳ công khác. Cái kỳ công đó là người ta xây cái đập Đập. Aswan. Khi người ta xây cái đập Aswan á, thì nó làm cái nước sông Nin dâng lên rất là cao ở phía phía miền Nam. Và phía miền Bắc dĩ nhiên người ta dùng cái lượng nước đó để ta đập làm cái đập thủy điện Aswan. Và cái mực nước mà khi mà nó lên cao lên như vậy đó thì người ta gọi cái hồ đó nó tên là cái tên của tổng thống của Ai Cập thời đó là ông Nasser. Thành ra cái lake Nasser là một lake rất là lớn. Nó sau khi xây cái đập thì nó tạo thành một cái hồ nó kéo dài với tới sau gần 500 cây số nữa. Thành thử cái đó là đi qua cả bên bên biên giới Sudan với Egypt mà. Thành thử đây là một cái điểm khác mà chúng ta sẽ đến thăm, và một trong những cái đền thờ mà rất là đặc biệt mà trong một dịp trước mà mình có dịp đề cập đó, là chúng ta sẽ có một cơ hội chúng ta sẽ nói về cái đền đó là đền Abu Simbel. Cái đền mà khi mà người ta xây cái đập nước đó thì người ta biết chắc chắn cái nước sông Nin sẽ dâng lên rất là cao, và như một cái đền nó khổ cái là cái đền đó nó nằm ngay cái dưới tầng dưới, thành ra khi mà nước dâng lên thế nào nó cũng chìm dưới lòng sông. Và cái đền đó khi mà ngày xưa người ta xây thì nó là một kỳ công rồi, bây giờ cái kỳ công của thế kỷ thứ 20 đó là người ta làm sao cắt nó đến đem lên trên để cứu cái đền đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vào với cái đó là phải để dành cho một chương trình khác. Abu Simbel nói riêng thì đó là một cái đập thủy điện chúng ta sẽ được chứng kiến tại Aswan. Nhưng mà ở Aswan nó không phải chỉ có một đập thủy điện,
Nó có tới gần ba cái đập lớn. Nhưng mà về phía Aswan thì nó có hai cái đập, nó gọi là đập thủy điện mới và một cái đập thủy điện cũ. Một cái đập thủy điện cũ là do người Anh họ xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 19. Còn cái đập mới đó được xây vào giữa thế kỷ thứ 20. Thành ra hai cái đó. Nhưng mà khi mà đập nước như vậy đó thì tất cả những cái dòng nước xông lên đó, và cá sấu, người ta nói là cá sấu xông lên đó, có con dài tới 2,5 m, có con dài 3 m là bình thường. Người ta tìm được ở khu vực đó rất là nhiều. Có nghĩa là sông Nin rất là dài, trải dài Ai Cập, nhưng mà cá sấu thấy nhiều nhất là ở khu Aswan thôi. Khu Aswan. Thì đang người ta đã gọi dùng cái chữ cá sấu đó. Và đồng thời người ta lập cái đền thờ có là thân người mà đầu cá sấu. Thì cái đền thờ đó cũng là một trong những cái đền thờ mà chúng ta có dịp nói thêm về cái đền thờ của thần cá sấu. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại, cái đó là trong cái văn hóa của người Nhu Biên ngày xưa nó có. Và đây nếu mà quý vị muốn thưởng thức một cái bữa ăn của người Nhu Biên, chúng ta cũng có thể thưởng thức được. Hoặc là chúng ta muốn thưởng thức một cái bữa cà phê của người Nhu Biên, chúng ta cũng có thể thưởng thức nó được. Nó như thế nào anh Thắng? Đồ ăn của nó có khác gì không? Nó cũng hơi khác, chứ không phải là không khác với người Ai Cập. Nhưng mà cũng khó mà diễn tả nó khác như thế nào. Trừ khi chúng ta ăn để chúng ta biết thôi. Nhưng mà uống cà phê thì chắc chắn khác hơn, là cái lối uống cà phê của họ thì lúc nào họ cũng có một cái trạng thái của họ là relax hơn, tức là thoải mái hơn. Cái lối mà uống cà phê ngồi kiểu của người Ai Cập. Người Ai Cập mà họ uống cà phê giống hệt như người Việt Nam mình đó. Ngay cứ trước cửa tiệm là bao nhiêu cái bàn, cái ghế xếp, rồi họ ngồi đó vừa hút thuốc, vừa uống cà phê, thì hút thuốc theo cái kiểu mà hút thuốc giống thuốc Lào, Việt Nam. Thành ra chúng ta có dịp mà nói trong cái bên phần lức so rồi, chúng ta thấy rồi. Thì đó là những cái điểm văn hóa của Nubians. Một cái thắc mắc nhỏ cho nên anh muốn hỏi anh Thắng, đó là tại vì trong chương trình lần trước thì lúc mà anh Thắng nói là người Ai Cập người ta cũng có thói quen uống cà phê, mình có cái cặn để cặn lại chút xíu đúng không ạ? Nhưng như vậy thì ở người ở Nubian thì người ta có như vậy không? Người ta cũng như vậy, có lẽ một thời gian trải dài thành ra một vài trăm năm thì tất cả những cái tập tục nó có những cái ảnh hưởng lẫn nhau. Và dĩ nhiên họ cũng uống theo kiểu như vậy. Hơn nữa là nhất anh nhớ là cả cái khu vực đó ngày xưa là người Anh cai trị vào cái thế kỷ thứ 19. Thành thử người Anh, người Pháp đã đến hết. Thành thử người ta cũng ảnh hưởng vì cái văn hóa của Âu Châu cũng một số. Tuy nhiên thì Aswan còn thêm một điểm nữa để mà chúng ta có thể nói đến. Là nhất anh có nhớ kỳ trước mình làm về kim tự tháp đó. Hoặc là chúng ta nói về những cái obelisk, là những cái thạch trụ ở cái bút trì. Hoặc là những cái thạch trụ rất là lớn để làm cho cái đền Karnak đó. Những cái tảng đá lớn đó, những cái tảng đá gọi là hoa cương, granite đó, tất cả đều lấy từ Aswan. Chứ không phải là nếu... Tất cả đều lấy được từ Aswan. Aswan cách Luxor khoảng hơn 200 cây số. Và Aswan cách cái Giza, bình nguyên Giza nơi xây những cái kim tự tháp đó, khoảng tất cả là khoảng 800 cây số, gần 800 cây số. Thì chúng ta hình dung rằng những cái tảng đá to, lớn và vĩ đại như vậy đã được cắt ra từ những cái gọi là những cái nguyên khối đá hoa cương mà người ta bây giờ người ta khám phá là có những cái khối đá hoa cương đó nằm trong cái thành phố Aswan đó, nó có thể dài đến 6 cây số. Thành ra cắt một cái miếng có 41 mét thì đâu có gì đâu, không trời, hoặc là cắt ra một miếng có 20 mấy mét cũng không có gì cả. Nhưng mà nhớ là đá hoa cương rất là nặng và rất là cứng, và người ta đã cắt ra được những cái đó. Và người ta đã đem từ những miếng cắt đó làm sao người ta chuyên trở được đến Karnak, làm sao người ta chuyên trở đến được Luxor Temple, làm sao người ta có thể chuyên trở những cái tảng đá to lớn cả chục tấn như vậy có thể đi đến với cái pyramid, tức là kim tự tháp ở Giza. Thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta khi nào đến chúng ta mới tìm hiểu được làm sao họ có thể di chuyển được. Có nghĩa là sau này thì người ta cũng đã biết người phát biết hiện được. Ra là tại sao tất có thể cả những được. Cái di chuyển đó người ta đều nghĩ tới cái dòng nước của sông Nin. Dòng nước sông Nin là một dòng nước mà người dân Ai Cập rất là tôn thờ. Là ngày xưa nhờ cái dòng sông Nin thì người ta được làm bao nhiêu cái điểm văn hóa, làm bao nhiêu cái vấn đề nông nghiệp, làm vấn đề chuyên chở và tất cả những cái thiên văn học của người Ai Cập họ cũng xuất phát từ con dòng sông Nin, từ cái kinh nghiệm của họ. Thành ra chúng ta thấy con sông Nin là con sông rất quan trọng với người Ai Cập. Nhưng mà đồng thời quan trọng cả trong vấn đề kiến trúc, quan trọng cả trong tất cả những vấn đề trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân Ai Cập cổ.
Thì vậy thì giống như là nghe anh Thắng nói vậy thì mặc dù là người ta dùng cái sông Nil để người ta chuyên chở, nhưng mà thực sự là thấy là người Ai Cập cổ người xưa người ta rất là thông minh và người ta biết nhiều thứ mình đến, có thể là bây giờ khi mà mình nghe lại những cái câu chuyện đó mình thấy Đúng là rồi, tại sao mình nhưng ngưỡng mà mộ người ta quá. cái điểm khác nữa nhất anh nhớ là sông Nil như vậy đó, với cái sa mạc như vậy nó không hề có cái cây, không có cây cối lớn đúng không, thì làm sao đóng thuyền được, gỗ đâu để đóng thuyền, họ đâu có lấy gỗ chỗ Vậy thì khác họ ngay lấy đó đâu, cả đá luôn hả thành anh? đó không, họ làm gỗ hết. Nhưng mà chúng ta phải hình dung được, tức là người Ai Cập cổ họ có những cái nhu cầu không, và có lẽ đó là cũng là một trong những cái lối để ngày xưa họ có cái chiến tranh, nhưng mà dĩ nhiên không phải chiến tranh ngay cái chỗ đó được, Phải đâu đi có qua cây chỗ cối, khác. phải đi qua vị trí khác, họ lấy những cây cối về làm những cái thuyền. Tại vì ngay trong cái kim tự tháp đó, bây giờ người ta mới đào sới ra được có những con thuyền mà người ta tin rằng đó là những vị hoàng đế Khufu ngày xưa đã sử dụng hay là cái gì đó, được chôn theo cái kim tự tháp nữa, nó nằm bên dưới, nó giấu đi, bây giờ người ta mới đào khai quật lên được. Và những con cái thuyền như kim tự tháp kia, những cái thuyền được chôn vào trong kim tự tháp như vậy đó, nó còn nguyên si, còn nguyên vẹn. Thành thử mình cũng thấy nó có nhiều cái đặc biệt với cái xứ sở Ai Cập lắm. Thực sự thì Ai Cập đúng là quả là một cái nơi mà nếu như mà nên một lần trong đời mọi người nên tới một lần đúng không ạ? Thành thử chúng tôi cố gắng lúc nào cũng đi một cái trọn vẹn cho một cái tour đẹp chúng tôi tìm hiểu, chứ còn không cứ uổng lắm. Nhưng mà anh Thắng còn hứa là như là mình sẽ có một cái để nói tiếp về Ai Cập nữa, tại vì mình chưa nói Đúng hết đúng không đúng anh rồi, mình còn được nói về sinh hoạt của Ai Cập, thí dụ như vậy, Thắng? sinh hoạt hiện tại của người Ai Cập như thế nào. Dĩ nhiên người Ai Cập bây giờ gọi là người Ai Cập Hồi giáo, nhưng mà chúng ta cũng cần biết qua cái cách sinh hoạt của họ, xem họ như thế nào, buôn bán và chợ đêm hoặc là những cái sinh hoạt cho du khách như thế nào. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng cho chương trình sau với nhiều thông tin hơn về thành phố ở đất nước Ai Cập. Nhanh kính chào và hẹn gặp lại. Chào nhất anh.